Tình yêu bắt đầu từ sự tình cờ. Cô là đại phú. Huynh tiếp cận tôi có mục đích gì? Ta là phu quân tương lai của cô. Những vụ án bí ẩn. Ngươi lại. Ta tới đi trả ơn. Ta biết tại sao ngươi chết rồi. Thất bại đồng nghĩa với cái chết. Viên Ngọc Tùy Hầu ở đâu? Nếu cô bất lợi với ta, ta sẽ giết cô. Đón xem bộ phim cổ trang Nữ Pháp Y Phá Án lúc 12 giờ và phát lại lúc 16 giờ hàng ngày trên Lady TV.